hội chợ ẩm thực, món ngon từ biển và sản phẩm OCOP, làng nghề tỉnh Bình Định khai mạc vào lúc 15 giờ ngày 11 tháng 7 và diễn ra đến 19 giờ ngày 15 tháng 7. Hội chợ có quy mô trên 100 gian hàng và 50 đơn vị, quy tụ sự tham gia của 10 nhà hàng trong và ngoài tỉnh, 21 đơn vị kinh doanh sản phẩm OCOP, làng nghề tỉnh Bình Định và 19 đơn vị sản phẩm OCOP đặc trưng vùng miền từ 09 tỉnh, thành gồm Sóc Trăng, Trà Vinh, Tây Ninh, Đắk Lắk, Gia Lai, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Lào Cai và Thái Nguyên. Hàng ngày, hội chợ mở cửa hoạt động từ 8 giờ đến 21 giờ. Lễ hội đường phố với chủ đề Bình Định chào hè sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 14 tháng 7 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành. Diễu hành trên một số tuyến phố từ quảng trường Nguyễn Tất Thành qua đường Xuân Diệu đến Nguyễn Huệ về quảng trường Nguyễn Tất Thành. Lễ hội ánh sáng bế mạc với chủ đề Quy Nhơn ngọn hải đăng tỏa sáng diễn ra lúc 20 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2024 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình Bình Định và sẽ khép lại bằng màn bắn pháo hoa nghệ thuật đầy sắc màu. Hội chợ ẩm thực, món ngon từ biển và sản phẩm OCOP, làng nghề tỉnh Bình Định khai mạc vào lúc 15 giờ ngày 11 tháng 7 và diễn ra đến 19 giờ ngày 15 tháng 7. Hội chợ có quy mô trên 100 gian hàng và 50 đơn vị, quy tụ sự tham gia của 10 nhà hàng trong và ngoài tỉnh, 21 đơn vị kinh doanh sản phẩm OCOP, làng nghề tỉnh Bình Định và 19 đơn vị sản phẩm OCOP đặc trưng vùng miền từ 09 tỉnh, thành gồm Sóc Trăng, Trà Vinh, Tây Ninh, Đắk Lắk, Gia Lai, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Lào Cai và Thái Nguyên. Hàng ngày, hội chợ mở cửa hoạt động từ 8 giờ đến 21 giờ. Lễ hội đường phố với chủ đề Bình Định chào hè sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 14 tháng 7 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, diễu hành trên một số tuyến phố từ quảng trường Nguyễn Tất Thành qua đường Xuân Diệu đến Nguyễn Huệ về quảng trường Nguyễn Tất Thành. Lễ hội ánh sáng bế mạc với chủ đề Quy Nhơn ngọn hải đăng tỏa sáng diễn ra lúc 20 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2024 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình Bình Định và sẽ khép lại bằng màn bắn pháo hoa nghệ thuật đầy sắc màu.